Phật hiện thân ở đời như hoa ưu đàm bát, vạn vật đều vô thường. Lời dạy cuối đừng quên, Phật hiện thân ở đời. Kính thưa đại chúng, hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2020, đạo tràng Bát Quan Trai tại Bồ Đề Phật Quốc, chúng ta tìm hiểu đề tài lễ Phật bằng 11 pháp. Lễ Phật bằng 11 pháp nghĩa là sao? Lễ tức là lễ lạy Đức Thế Tôn bằng 11 ý nghĩa, 11 phương, 11 chân lý được tu trì, chứ không phải là 11 pháp lễ Phật. Thầy dùng chữ là lễ Phật bằng 11 pháp, tức là 11 pháp tu, chứ không phải là lễ Phật bằng 11 phương pháp ha. Bài kinh này Đức Thế Tôn nói ở tại vườn Cấp Cô Độc rừng cây Kỳ Đà, được các vị thánh giả kiết tập tại động Tất Bát La với tựa đề là Phẩm Lễ Tam Bảo Kinh Tịnh Nhất A Hàm. Nội dung được ghi lại như sau: bây giờ Thế Tôn nói với các tỳ kheo, nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào muốn lễ bái chùa tháp Như Lai thì hãy hành 11 pháp lễ tháp Như Lai. Chúng ta hiểu câu kinh này như thế nào? Tức là nếu như có thiện nam thiện nữ nào mà muốn lễ chùa tháp của Như Lai, có ai đi lễ chùa không? Chúng ta hiểu rằng chùa là nơi thờ Phật, cho nên nguyên chữ Hán gọi là Như Lai Thần Tự. Như Lai Thần Tự, thần tức là thần thánh, tức là gì? Tức là cái nơi thờ thánh tượng của Đức Như Lai lưu bố ở đời, đây gọi là Như Lai Thần Tự. Hãy hành 11 pháp lễ tháp Như Lai. Tháp cũng là chùa. Hãy hành 11 pháp, tức là hãy thực hành 11 pháp. Với đầy đủ 11 pháp như vậy thì chúng ta lễ Phật sẽ thành tựu kết quả bất khả tư nghị, có phước báo lâu dài và sâu. Chúng ta biết rằng không phải ngẫu nhiên mà lịch đại tổ sư của chúng ta ở trong lịch sử Phật giáo, các ngài cũng nhờ công đức lễ Phật mà giải thoát luân hồi. Các ngài đã thở nhập hết thảy 11 pháp này. Pháp thứ nhất được gọi là khởi ý dũng mãnh vì có điều khả kham. Tức là gì? Tức là người lễ Phật phải khởi tâm ý dũng mãnh, bởi vì trong đó có những điều khó vượt qua. Chẳng hạn như là thời tiết nóng bức, đi lại khó khăn, hoàn cảnh gia đình ràng buộc,
rồi thân thể mệt mỏi, hoặc là có một số vấn đề nào đó mà gây chướng ngại cho tâm ý phát nguyện lễ Phật của chúng ta. Thành ra chư tổ chúng ta khuyến hóa tinh thần lễ Phật khéo léo bằng cách là lễ thập tự đầu năm. Đó cũng là một hình thức lễ Phật mà biến thành văn hóa dân gian, những sinh hoạt truyền thống lễ hội. Tiếp theo nữa, đó là gì? Đó là thứ hai là ý không tán loạn vì hành nhất tâm. Thứ nhất là khởi ý dũng mãnh, có điều khá khá mà chúng ta biết rồi phải không? Việc này không phân tích sâu chúng ta cũng tự hiểu. Nhưng ý không tán loạn vì hành nhất tâm nghĩa là sao? Nghĩa là khi chúng ta lễ Phật, tâm chúng ta chuyên nhất vào việc mình đang làm. Chẳng hạn như vừa rồi các vị lễ hồng danh vạn Phật, thì khi một hồng danh Phật được xướng lên, chúng ta tập ghi nhớ hồng danh của Phật và ý của mình không loạn tưởng vào bất cứ đâu hết. Lúc bây giờ chúng ta cứ nghĩ rằng có một Đức Phật đang hiện thân, mình lễ xuống một lễ thật là trang nghiêm thanh tịnh, và ở trong tâm ý chuyên nhất này, chúng ta như là người lễ xuống trên bàn chân của Phật với một tâm ý cung kính thanh tịnh như vậy. Thành ra gọi là gì? Là ý không tán loạn vì hành nhất tâm. Nếu như chúng ta thường sống ở trong ý nhất tâm này thì lâu ngày chúng ta sẽ thành tựu, sẽ thành tựu định, và nhờ định đó mà chúng ta giải thoát khỏi vọng tưởng phiền não. Thứ ba là thường niệm chuyên ý vì có chỉ quán. Như vậy thưa quý vị, khi chúng ta niệm Phật, đó tức là chúng ta thường niệm chuyên ý vì có chỉ dạ và quán. Niệm chuyên ý là sao? Chẳng hạn như chúng ta niệm Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật. Như vậy tâm ý của chúng ta rất là trong sáng, và chúng ta niệm chuyên cái ý đó, tức là ý chúng ta đang trụ vào hồng danh Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật. Chúng ta nhờ do cái năng lực trụ tâm vào hồng danh đó, cho nên chúng ta đạt được là chí và quán. Tức là tâm chúng ta an trú vào ở trong hồng danh của Phật. Đây gọi là chí, là dừng lại, không để cho vọng tưởng lôi kéo. Và sau đó quán thì sao? Tức là chúng ta quán Phật hiện thân 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, hiện thân trang nghiêm như ngọc lưu ly, sáng ngời, để chứng minh công đức lễ bái của chúng ta. Với một cái trình độ này, thân và tâm chúng ta tư duy như vậy thì chúng ta đã đạt được lễ, đạt được cái gì? Đạt được sự chí quán. Hả? Không có giống đâu. Cái trên là gì? Là ý không tán loạn vì hành nhất tâm. Tức là chúng ta nhất tâm vào ở trong hồng danh của Phật, không nghĩ gì khác. Nhưng mà cái thứ hai là chí và quán, thì nó đạt được trình độ cao hơn. Cái nhất tâm là đứng yên một chỗ, nó chỉ dừng lại chí thôi, nhưng mà trên chí đó không phát sinh trí tuệ. Thành ra nhờ có quán mà trí tuệ mới phát sinh. Nếu như dừng lại ở chí không thì hết chí thì sẽ mê loạn. Cũng giống như một người niệm Phật chỉ Nam Mô A Di Đà Phật tối ngày, trong tâm thấy nhẹ nhàng an ổn, nhưng ngừng Nam Mô A Di Đà Phật thì nỗi ưu sầu lo lắng lại hiện ra. Bởi vì sao? Người này không có tuệ quán chiếu rằng vạn pháp vô ngã, hoặc là thấu hiểu nên làm gì, nên bỏ gì, và ý nghĩa của cái việc đó như thế nào. Chúng ta từ bỏ được thì đó gọi là tuệ quán. Nhờ tuệ quán mà phiền não không thể sinh được nữa. Đây chính là điểm khác nhau giữa trí và quán. Thiền của ngoại đạo thường là định chết, tức là an trú trong một chỗ bất động, và hết an trú thì nó vận động trở lại. Sự an trú này vững chãi như là Alala và Úc Đầu Lam Phất cũng đạt được đỉnh cao của sự an trú, nhưng mà không có tuệ quán, thành ra không thể giải thoát khỏi luân hồi. Cho nên bản thân thiền của Phật giáo trong đó có chí và quán,
cho nên mới đạt được bốn quả sa môn. Các niệm tiếp theo là gì? Thứ tư là các niệm vấn lệnh vì nhập tam muội, tức là nhờ công đức lễ Phật như vậy mà lâu ngày các niệm nó lắng dịu xuống và chúng ta thấy không cần tranh cãi, không cần phiền hà, không cần hơn thua, không cần gì nữa hết. Bởi vì nhiều khi chúng ta thấy cũng chả có gì đáng để nói nữa. Ngày xưa thưa quý vị, chúng ta nhớ ở trong truyện cổ Phật giáo có một vị sư huynh nhường cho sư đệ đi học, đi du học khắp nơi. Và khi sư đệ trở về sau 10 năm học đạo mới hỏi rằng: thưa sư huynh, 10 năm qua sư huynh tu tập những gì? Sư huynh nói rằng: 10 năm vừa rồi tôi mỗi ngày hầu thầy, lo việc công quả và tinh tấn lễ Phật. Người sư đệ thấy thương sư huynh quá. Sư huynh mình thật là chân quê dễ thương, đã hy sinh mọi phương tiện cho mình học đạo, giờ đây mình học thành tựu bằng cấp cao rộng. Sư huynh mình ở nhà chỉ là một ông thầy quê mùa, thấy đáng thương, và muốn tìm cách là chia sẻ kiến thức, dạy dỗ lại cho sư huynh. Nhưng rồi tối lại sư đệ để ý xem sư huynh lễ Phật như thế nào. Và khi vị sư đệ ở ngoài lén nhìn vào trong điện Phật thì thấy mỗi lễ của sư huynh lạy xuống thì Phật A-la-hán gật đầu mỉm cười. Trong khi á thì sư đệ lễ hoài á, tượng đá cứ trơ trơ. Tại vì sao như vậy? Bởi vì người lễ không có hồn ở trong đó, chỉ là cái xác lễ mà thôi, không có hồn lễ Phật. Những điểm này chúng ta hãy để ý khi chúng ta lễ Phật. Khi lễ Phật, tâm chúng ta có thực sự lễ Phật hay không? Chúng ta có buông bỏ đi những phiền muộn, những khổ đau, những lo toan mệt mỏi hay không? Khi chúng ta thực sự buông bỏ và tâm ý giờ đây sống ở trong từng niệm như vậy thì lúc bây giờ chúng ta sẽ đạt được sự an trú. Và sự an trú được duy trì trong một thời gian nào đó thì nó đạt được cái trình độ là gì? Là vấn lệnh vì sao? Vì nhập vào tam muội. Chúng ta hiểu rằng sơ thiền là cảnh giới dừng bỏ điều ác, làm điều lành. Nhưng nhị thiền là định sanh hỷ lạc, nhờ cái định đó mà có an vui. Nhưng tâm và tứ ở trong gì? Ở trong đó nó vẫn còn hiện khởi. Tới khi xả niệm thanh tịnh thì lúc bây giờ tâm và tứ đều tan biến. Thành ra trong cảnh giới này các niệm vấn lệnh là chỉ cho tâm và tứ. Như vậy lễ Phật mà đã trôi vào cảnh giới tứ thiền. Cảnh giới nó cứ gớm như vậy chứ không có đơn giản. Đừng cho rằng lễ Phật chỉ đơn giản là cứ cuốc mấy cuốc rồi xong. Rồi tiếp theo ý nghĩa cái pháp thứ năm nữa đó là gì? Đó là ý đến vô lượng do bởi trí tuệ. Chúng ta cứ hình dung xem, nếu như có một cái tàn cây ở trên mặt hồ, cái tàn cây trên mặt hồ, chúng ta nhìn trên mặt hồ thấy bóng cây in lên đó, nó rõ ràng chỉ khi nào mặt nước vén lặng. Mặt nước càng tĩnh lặng chừng nào thì tất cả mọi thứ ở trên mặt hồ đều hiện rõ ra. Còn nếu như mặt nước xáo động bởi những ngọn sóng lăn tăn thì hình hài bóng cây bị cắt xén. Chân lý cũng như vậy, nó không thể hiện ra khi tâm chúng ta vọng tưởng điên đảo. Thành ra nhờ chúng ta lễ Phật mà tâm chúng ta lắng tới mức mà đạt được tam muội. Do vậy bao nhiêu trí tuệ vô lậu từ đó phát sinh. Thành ra chúng ta thấy cái sự tương quan của phương pháp 1, phương pháp 2, 3, 4 nó là nền tảng như những thềm thang cứ dậy tiến dần lên. Ý đến vô lượng do bởi trí tuệ phát sinh. Chúng ta liên tưởng tới một vị thiền sư hiện đại, thời hiện đại, đó là Ngài Thánh Nghiêm. Ngài nhờ lễ hồng danh Bồ Tát Quán Thế Âm 6 năm mà đắc kiến đế. Có một lần Ngài nói rằng hôm đó
thường lệ lạy Bồ Tát Quán Thế Âm và lạy hơn 10 lạy, tự nhiên thấy toàn tâm chấn động như là những luồng xung điện kỳ diệu diễn ra từ trên đỉnh đầu chạy dọc cả cột sống tay chân. Và từ đó Ngài để ý tất cả mọi việc khó hiểu, trừu tượng, phức tạp đều hiện ra trước mặt, và những phiền muộn khổ đau tự nhiên tan biến đồng mất. Những điều này là những điều mà các vị lễ Phật có sự chứng đắc, nhờ công phu được duy trì vững chắc như vậy mà thành tựu. Thành ra thưa quý vị, ở đây chúng ta thấy Đức Thế Tôn nói rằng là gì? Ý đến vô lượng do bởi trí tuệ, đó là nhờ công đức lễ Phật mà tâm ý lắng dịu thanh tịnh, do đó trí tuệ phát sinh. Thứ sáu là gì? Là khó quán sát do bởi hình. Chúng ta hiểu câu này như thế nào? Do cái gì? Ý khó quán sát do bởi hình. Tại vì chúng ta đang làm việc là trùng tuyên kinh văn, những gì thầy trình bày cho các vị không dám rời kinh văn mà Đức Phật dạy. Ý khó quán sát là vì sao? Bởi vì cái ý này nó sâu xa mà chúng ta không thể nào suy lường được cái tâm ý của người lỡ Phật, không thể nào thấu hiểu được cảnh giới của họ. Vì sao vậy? Vì do bởi hình. Hình là hình gì? Hình phải là hình hài của họ đâu, mà đây là hình tượng của Phật. Tức là gì? Tức là người này tâm ý của họ nương vào ở trong hình tượng Phật, do nó gắn liền, nó kết dính vào ở trong hình tượng Phật. Từ đó mà tâm của phàm nó tan biến và cái ý của thánh nó hiện ra, nó hòa nhập vào ý của Phật ở trong bản thể pháp giới. Và chúng ta có thể hiểu theo nghĩa nôm na, tức là thần lực của Phật hộ niệm chúng ta bất khả tư nghị. Chúng ta nương vào một tượng Phật và chúng ta giữ 30 hình đẹp, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp đó ở trong lòng của mình, và chúng ta lễ, thì lúc đó cái tâm của chúng ta nó hòa nhập thẳng vào ở trong pháp giới tạng thân. Đây là một cảnh giới rất là siêu việt, rất siêu việt. Cho nên gọi là gì? Do ý khó quán sát do bởi hình là nghĩa này. Các vị theo dõi kịp hiểu chỗ này không? Thứ bảy, ý tỉnh đạm nhiên do bởi oai nghi. Ý tỉnh đạm nhiên do bởi oai nghi, nghĩa là công đức lễ Phật không chỉ dừng lại chỗ chúng ta an trú trong chánh điện rồi lễ Phật, mà lúc bây giờ oai nghi của chúng ta đi đứng nằm ngồi tất cả đều được kiểm soát, đều được thực chứng. Và khi rời khỏi điện Phật, oai nghi này nó vẫn được kiểm soát, nó vẫn được thấy, nó vẫn được chánh niệm chánh tri. Do đó mà ý tỉnh đạm nhiên. Cái ý tỉnh đạm nhiên, ý mà tỉnh đạm nhiên là một trạng thái thường hành đó, vắng lặng đó. Thì cái ý tỉnh đạm nhiên này nếu chúng ta thành tựu được thì sức chánh niệm từ đó mà sinh ra. Một câu nói, một lời nói, một ý nghĩ đều được kiểm soát. Chúng ta sẽ thấy được cái nhân quả nghiệp chướng do thân khẩu ý của mình diễn ra như thế nào. Ý tỉnh đạm nhiên do bởi oai nghi, nhờ công đức lễ Phật mà chúng ta thể nhập vào oai nghi của thánh. Oai nghi của thánh được biểu hiện bằng gì? Bằng 3000 oai nghi và 8 muôn tế hạnh đều nhờ công đức lễ Phật mà lưu xuất. Thứ 8 đó là gì? Ý không râm rủi do bởi danh xưng. Tức là chúng ta sướng lên một câu Nam Mô Phổ Quang Phật, thì lúc bây giờ ý của chúng ta nó gom nhiếp vào ở trong hồng danh Nam Mô Phổ Quang Phật. Và do bởi danh xưng mạnh lên như vậy, thành ra nó trấn nhiếp vọng tưởng của chúng ta. Bởi vậy cho nên thầy khuyên quý vị, chúng ta lễ Phật khởi cái tâm mạnh lên, chướng hồng danh mạnh lên, để chúng ta nghe rõ từng câu, từng chữ, từng lời,
trong hồng danh mà mình vừa khởi xướng. Đó chi? Để cho cái ý mình đó, nó rong dũi chỗ nào chỗ kia, nó ngưng lại. Thứ chín là gì? Là không tưởng tượng do bởi sắc. Tức là lúc bây giờ mắt chúng ta nhìn lên tượng Phật mà tâm ý chúng ta thâu nhiếp vào ở trong hình sắc 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp của Phật đó, cho nên cái ý của chúng ta nó không có suy tướng sang chuyện khác, suy tướng sang chuyện khác. Hiểu không nè? Còn nếu như nó suy tướng sang khác, chúng ta lập tức là chiêm ngưỡng tượng Phật trở lại, thì lúc bây giờ nó sẽ trắng nhiếp ngay lập tức. Đây gọi là ý không tưởng tượng do bởi sắc. Thứ 10, phạm âm khó sánh vì dịu dàng. Phạm âm tức là gì? Là âm thanh thanh tịnh, khó sánh vì dịu dàng. Âm thanh của chúng ta mỗi người mỗi khác, sắc âm mỗi người mỗi khác. Nhưng mà nếu như chúng ta lễ Phật thời gian, âm thanh chúng ta nghe dễ thương. Còn nếu như chúng ta đi vào nghiệp ác khẩu một thời gian, âm thanh chúng ta sẽ chát chúa khó nghe. Và cái nhân của nó là nhiều kiếp sẽ bị câm ngậm, đó là do nghiệp ác khẩu. Thành ra chúng ta lễ Phật ngược lại, bởi vì chúng ta sướng theo hồng danh của Phật, rồi mỗi hồng danh đều có cái diệu dụng đặc biệt, cho nên tâm chúng ta nương vào trong hồng danh đó. Và chúng ta nương như thế nào? Và hồng danh của Phật thì thường thường cái chữ nó có cái phần bình và phần trách, thì chúng ta sướng như thế nào cho rõ chữ, cho đúng chữ? Hay nói cách khác, chúng ta người Bắc Trung Nam khác nhau, nhưng mà chúng ta sướng làm sao để cho người nghe cái chữ đó họ viết là thành chữ được, nghe lời mà viết thành chữ được là đúng. Còn mình y theo cái phát âm của họ và viết cái chữ nó không ra là biết sai rồi. Đơn giản như vậy thôi. Chúng ta cứ phát âm rõ để cho người nghe bình thường họ hiểu được. Bởi vì chúng ta bị mắc kẹt bởi thổ ngữ địa phương, cho nên là nó giới hạn ở trong cái vấn đề này. Thưa quý vị, lúc hồi nhỏ thầy cũng đấy, có nhiều thầy âm thanh không có hay, không hay. Nhưng mà khi họ lễ Phật một thời gian, tự nhiên họ lạy, mình có cảm giác an lành và mình muốn lạy theo, không bận tâm rằng là cái tiếng hay tiếng không hay, nhưng mà chỉ bằng cái tâm thanh tịnh và cứ lỡ như vậy một thời gian thì cái âm thanh đó càng ngày nó hay dần dần ra. Không biết ca sĩ họ có cái duyên lỡ Phật hay là tán thán hồng danh thánh hiền hay không, nhưng mà tất cả âm thanh hay của họ sinh ra đời có được là cũng nhờ cái công đức thiện này. Đó chính là gì? Đó chính là 10 phương pháp. Còn một phương pháp nữa thì thưa quý vị, ở trong tăng nhất A Hàm này không có. Chẳng biết vì sao từ Bali truyền sang Trung Quốc thì lúc bây giờ dịch thuật á, mất đi một pháp. Mất một pháp. Thành ra các vị vừa nghe chỉ có 10 pháp, còn pháp nữa thầy kiếm không ra. Kiếm ở trong Bali cũng không thấy. Không biết nó truyền chỗ nào biết mà lại mắc cái bài này. Thành ra đây chính là một cái điều thất thoát. Khi chúng ta học chúng ta mới thấy nó bị mất chỗ này chỗ kia. Nhưng mà dẫu sao nữa thì chúng ta ráng 10 phương pháp này, có lẽ chúng ta cũng thành Phật rồi đó. Rồi, trở lại vấn đề thưa quý vị, hôm nay thầy xin nói đại ý gọn gàng một chút để chúng ta nắm được những gì chúng ta vừa nghe qua. Bài kinh hôm nay chúng ta học với đề tài lễ Phật bằng 11 phương pháp. Nội dung này được ghi lại ở trong Tăng Nhất A Hàm Phẩm Lễ Tam Bảo. Đức Thế Tôn nói nội dung này ở tại vườn Cấp Cô Độc rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn nói như sau: nếu như có thiện nam, thiện nữ nào muốn lễ bái chùa tháp thờ tượng Như Lai thì hãy hành 11 pháp lễ tháp Như Lai. Tức
tức là phải thực hành 11 pháp. Chúng ta sẽ thấy cái vấn đề từ sự tướng cho tới lý tánh, từ thầm thăng số 1 cho tới thầm thăng giải thoát siêu việt số 11. Số 1 là gì? Tức là phải khởi cái ý dũng mãnh vì có điều khó khăn. Đây là một điều mà chúng ta phải tự biết. Sắp xếp công ăn việc làm, sắp xếp gia cảnh, tự mình vượt qua sức khỏe, tự mình vượt qua những chướng ngại của mình. Chắc chắn nó có những điều chướng ngại. Chúng ta hôm nay lễ một ngày, ngày mai có thể chúng ta mệt mỏi, ngày kia chúng ta thối thất thân tâm. Cho nên ở trong đây Thế Tôn dạy rằng phải thọ trì cái ý chí dũng mãnh, tức là một sự phát nguyện tinh tấn hẳn hoi, chứ không phải đơn giản chỉ là lệ cho có lệ. Chưa nói tới cái phương thức lễ bái được các cái dân tộc, nền tảng văn hóa của các quốc gia khác nhau mà họ thể hiện cách lễ bái khác nhau. Chẳng hạn như là Tây Trúc Cửu Nghi ghi lại chính phương thức lễ bái của người Tây Trúc, chính phương thức lễ bái của người Tây Trúc gọi là Tây Trúc Cửu Nghi, biên tập lại rất rõ ràng những cái phương thức mà người đời lễ lạy. Nhưng điều đó nó không quan trọng, bởi vì mỗi quốc gia, mỗi lãnh thổ nó có nền văn hóa và ứng xử khác biệt. Chúng ta không câu chấp vào điều này. Nhưng trong Phật giáo chọn cái phương pháp hay nhất, đó là gì? Ngũ thế đầu địa, tức là năm vóc gieo xuống đất, rồi gieo xuống rồi xề bàn tay xuống, rồi nửa hoa sen, rồi cái này cái kia, muốn làm thì đó làm. Chuyện này Đức Thế Tôn không bao giờ bắt buộc chúng ta phải như thế mới là đúng, như kia là sai. Thế Tôn không nói điều đó. Thế Tôn chỉ nói rằng là chúng ta phát khởi cái tâm ý dũng mãnh vì nó có cái điều chướng ngại. Nắm được chưa hả? Hãy nắm cái lý, hãy nắm lời của Phật dạy, đừng nắm sự tướng, đừng đưa mình vào ở trong một cái khuôn khổ, một cái giáo điều mà tự gây chướng ngại cho mình và lo toan sợ hãi ở trong đó. Kính thưa quý vị, pháp thứ hai cần phải hành trì trong khi lễ Phật, đó là ý không tán loạn vì hành nhất tâm. Ý không tán loạn tức là chúng ta làm sao gom tâm ý của mình lại một chỗ. Chúng ta bỏ đi những gì đã qua, những gì chưa tới, không cần suy nghĩ. Hiện tại đây đang lễ Phật là hãy dành toàn tâm toàn ý cho việc lễ Phật này. Từ hành động của chúng ta, đứng lên, ngồi xuống như thế nào cho nó trang nghiêm, nó thanh tịnh. Trang nghiêm thanh tịnh là tùy theo thể trạng, tùy theo văn hóa, tùy theo sức khỏe. Có người nói thưa thầy, con bị đeo chân cho nên con lễ Phật không được. Tại vì sao? Bởi vì con lễ thì cái đầu con nó xuống trước và cái mâm con xuống sau. Và khi con đứng lên thì cái mông con lên trước, cái đầu lên sau. Cho nên con sợ người ở sau nhìn thấy cái bàn tọa nó khó coi. Thành do vậy cho nên con không dám lễ Phật. Chúng ta nghĩ như thế là tự gây chướng ngại cho mình. Chúng ta không nên thọ trì pháp bằng cách đó. Hãy hiểu rằng là chúng ta lễ Phật làm sao cho nó đẹp, nhưng nó cũng phụ thuộc vào văn hóa và sức khỏe của mình. Việc của chúng ta là đạt được sự giác ngộ giải thoát, chứ không phải lễ Phật cho đẹp. Điều này hoàn toàn chúng ta không thành tựu điều đó. Tiếp theo là gì? Đó là thường chuyên niệm ý vì có chí quán. Thường chuyên niệm ý là gì sao? Thường chuyên niệm ý tức là trong khi chúng ta niệm Phật, lễ Phật như vậy, cái tâm của chúng ta nhìn thấy, ta nhìn thấy cái ý mình đang lễ Phật, mà không có đỡ cho chạy đông chạy tây việc gì khác. Nó lỡ chạy rồi là chúng ta kéo lại gom lại. Đây gọi là gì? Đây gọi là thường chuyên niệm ý, mà không đỡ cho nó sinh bất cứ niệm gì khác. Do đó mà chúng ta thành tựu chí quán. Rồi thế thì ngay đây chúng ta cũng có thể hiểu rằng á, là lễ Phật cũng tức là thành tựu thiền. Thành ngay đây chúng ta không có còn nhận ra rằng là thiền với lễ Phật khác nhau nữa. Chúng ta học đạo chúng ta phải thấy điểm này nghe, chứ không có chuyện nói lễ Phật khác với ngồi thiền.
Tại vì ngang chỗ đó chúng ta thấy rằng thường chuyên niệm ý vì có chỉ quán, đó có phải là thiền hay không? Tiếp theo nữa, đó là gì? Các niệm vén lệnh vì nhập tam muội. Thành ra chúng ta cứ đứng lên, ngồi xuống, các truyền thống khác như người ta nằm dài chẳng hạn như vậy, và người ta rất say sưa, người ta định tâm an trú ở trong việc người ta đang làm cả giờ đồng hồ như vậy, đó không phải rằng là các niệm vén lệnh và nhập trong tam muội thì là gì? Tiếp theo nữa, ý đến vô lượng do bởi gì? Do bởi trí tuệ. Vì sao? Bởi vì tâm ý chúng ta nó vén lệnh thanh tịnh như mặt nước hồ thu, thành ra bao nhiêu cái nguồn trí tuệ lúc bây giờ nó mới hiện ra được. Tiếp theo nữa, thứ sáu là khó quán sát do bởi hình. Bởi vì sao? Bởi vì nương vào oai lực của thân tướng trang nghiêm Phật, thành ra từ đó mà tâm ý phát sinh những cái gì? Phát sinh những cái tuệ giác rất là màu nhiệm. Rồi điều này rất là rõ thưa quý vị. Chẳng hạn như ngày xưa thầy cũng có kinh nghiệm mấy lần, có một hai đoạn kinh không hiểu, muốn thực tập phương pháp quán chiếu không thể nhập được, thành ra phải ngừng lại rồi lễ Phật. Người ta thường gọi là lễ sám, thực ra không phải là lễ sám mà là lễ Phật công đức. Nhờ cái công đức đó, nhờ nương vào hình đẹp của Phật được tôn trí trên bàn thờ, thành ra tâm chúng ta càng ngày càng thanh tịnh, ý chúng ta càng ngày càng chuyên nhất và sáng ra. Do đó khi đọc lại kinh thì tự nhiên mình hiểu ra. Điều đó có phải rằng là kết quả màu nhiệm trí tuệ được sinh ra do công đức lễ Phật hay không? Rõ ràng nó như vậy, phải không thưa quý vị? Tiếp theo nữa là ý tỉnh đảm nhiên do bởi oai nghi, tức là đứng lên ngồi xuống tất cả mọi thứ chúng ta đều kiểm soát một cách rõ ràng. Nhờ cái quá trình kiểm soát rõ ràng này mà chúng ta quen, từ cái quen đó mà chúng ta thành tựu là ý tỉnh đảm nhiên, nhờ bốn oai nghi được thu thúc. Tiếp theo nữa đó là ý không rong duỗi do bởi danh xưng, bởi vì ý chúng ta cột chặt vào ở trong danh xưng, hồng danh được xướng lên và chúng ta chuyên nhất ý của mình vào ở trong danh xưng đó, cho nên nó được nhất tâm ở trong đó. Và tiếp theo nữa đó là ý không tưởng tượng do bởi sắc, bởi vì tai thì nghe hồng danh mà mắt thì nhìn thấy tượng Phật trên bàn thờ, từ đó mà cột chặt tâm ý trở lại, thành ra nó không còn suy tưởng diễn ra dựng đông dựng tây trong tâm mình nữa. Và cuối cùng, nhờ cái công đức sướng hồng danh của Phật mà âm thanh của mình ngày một hay ho ra, đây gọi là phạm âm khó sánh vì dịu dàng. Như vậy bài này chúng ta thấy rất là tuyệt vời, bằng cái giáo nghĩa nguyên thủy mà Đức Thế Tôn đã nêu ra là 11 phương pháp. Chỉ đáng tiếc do quá trình biên dịch sao chép mà bị mất mát và thất thoát đi một phương pháp, thành ra hôm nay chúng ta còn được lắng nghe ý nghĩa có 10 phương pháp mà thôi. Và 10 cái pháp mà chúng ta cần phải hành trì, và hành trì 10 pháp này chúng ta đi lễ Phật, thành ra được công đức giải thoát tối thượng như là tất cả mọi công đức khác. Chúng ta liên tưởng tới trường hợp chàng thanh niên thiện sanh nghe lời cha mà lễ bái sáu phương. Bài kinh thiện sanh nổi tiếng, Đức Thế Tôn không có thay đổi văn hóa lễ bái của chúng hữu tình, mà ngài lồng vào đó một ý nghĩa để chi? Để cho người đó phát khởi ý nghĩa chân chánh, và từ ý nghĩa chân chánh này mà họ thành tựu sự giải thoát. Thì ở đây cũng như vậy, chúng ta hãy học cái phương pháp đó, học cái cách hành pháp của Đức Thế Tôn như vậy, để chúng ta tự thâu nhiếp tâm ý của mình. Thế rồi quá trình truyền trao, quá trình hành pháp lễ sinh qua trên 2500 năm, các hành giả đại thừa lịch đại tổ sư của chúng ta đã khéo léo biên tập và phân chia 11 pháp hành trì trong quá trình lễ chùa tháp mà Đức Thế Tôn đã dạy từ ngàn xưa, được biên tập lại thành 7 phương thức. 7 phương thức này phân ra làm hai nhóm, một nhóm gọi là sự tướng và một nhóm gọi là lý tánh. Sự tướng
sự tướng. Nó được thể hiện bằng gì? Bằng thân tâm cung kính lễ, ngã mạng lễ và cầu danh lễ. Đó là biểu hiện bằng sự tướng. Thân tâm cung kính lễ nghĩa là sao? Nghĩa là chắp tay trang nghiêm, mắt nhìn tượng Phật, để tâm ý nương gá vào, sướng hồng danh rõ ràng, tai lắng nghe, và từ từ ngồi xuống, đầu sát đất, hai tay chạm đất, hai đầu gối chạm đất. Đây gọi là gì? Ngũ thể đầu địa. Với một sự cung kính tột độ như vậy, đây gọi là thân tâm cung kính lễ. Phương pháp này được sử dụng phổ biến ở trong các chùa. Thầy căn dặn thêm một chút, chúng ta đi vào chùa để ý cách thiết trí bày bố ở trong điện Phật. Chẳng hạn như phía trên này là cái chỗ của tăng, ở giữa là cái chỗ của người nhiếp chính. Người nhiếp chính được gọi là người trụ trì, bất luận là già trẻ vẫn là người trụ trì. Người đó đứng ở giữa. Ngày xưa thầy thỉnh một vị hòa thượng gần 100 tuổi. Ngài từng là vị hòa thượng đương đầu của nhiều giới đàn. Ngài là thầy của bốn sư thầy. Nhưng khi đến chùa có một cái vị sư cháu nhỏ nhất đi vào lễ Phật mà ngài vẫn đứng bên cạnh chứ không đứng ở giữa. Đó là người hiểu biết, đó là người giữ gìn phép tắc. Những phẩm hạnh này chúng ta nên học hỏi. Các Phật tử đi vào cẩn thận đừng đứng ở giữa. Còn ở phía dưới bày ra một cái bàn riêng là để chi? Để cho chúng ta bình đẳng với nhau. Nhưng mà vẫn cố gắng tránh ở giữa, bởi vì chúng ta không khéo là đi vào cái lối của người nhiếp chính trụ trì, thành ra người vô phép. Rồi khi lễ thì hơi thở như thế nào? Lạy xuống, lạy xuống, hít vô, phải không? Lạy xuống, thở ra, thở ra rồi á ngẩng đầu lên, hít vô cho nó có sức, đứng lên, thở ra. Rồi sao? Hít vô, thở ra nữa, một hơi nữa, tức là nó vừa cái hơi, đủ hơi, và cứ theo cái nhịp tim, theo nhịp hơi thở như vậy, theo một công thức rất rõ ràng. An trú trong hơi thở, an trú trong oai nghi, an trú ở trong sự định tĩnh. Như vậy đó gọi là thân tâm cung kính lễ. Lễ như là của Đức Phật đang hiện thân ra trước mặt, chứ không phải là lễ vì ai. Còn ngồi ra, bước thứ hai, cái phương pháp thứ hai không nên chút nào, đó là gì? Đó là ngã mạng lễ. Là một trường hợp lễ lạy cho qua loa, lễ lạy cho có chuyện, lễ lạy vì sao? Vì ép buộc, vì phải làm, hoặc là làm thó mà to cái thái độ là không hài lòng, không vừa ý. Những điều này chúng ta vô tình rơi vào thân tâm vậy, xin lỗi, ngã mạng lễ. Bởi vì đâu có ai bắt mình lễ. Đức Phật không bao giờ bắt mình lễ Phật, mà tự mình lễ để mình cầu sự giác ngộ mà. Thành ra những điều này là phải nên bỏ. Lúc nào cũng cố gắng giữ cho đầy đủ oai nghi. Thứ ba là gì? Cầu danh lễ. Cầu danh lễ tức là thấy người ta đông đảo, mình cũng nhảy vô mình lễ, mình cũng đứng chân chiên vô, rồi mình cũng lạy lên lạy xuống, làm ra vế. Ta tu hành tinh tấn lắm, nhưng mà không có ai một mình á lười biếng đi ngủ. Như vậy thì đây gọi là gì? Là cầu danh lễ. Lễ như vậy nó không có được công đức bao nhiêu đâu, mà những điều đó là những điều chúng ta nên tránh, nên tránh. Thành ra ở trong phần sự tướng nó có ba phương diện. Thứ nhất là thân tâm cung kính lễ, ngã mạn lễ và cầu danh lễ. Chúng ta sử dụng phương pháp số 1. Còn hai cái hình tướng thứ hai là ngã mạn và cầu danh, chúng ta nên né tránh, nên từ bỏ, đừng có vấp phải cái lỗi đó. Còn
10 phương thức mà Đức Thế Tôn dạy trong A Hàm này được biểu hiện rõ ở trong 4 lý tánh mà thầy sắp trình bày cho các vị nghe. Đó là phát trí thanh tịnh lễ, biến nhập pháp giới lễ, chánh quán lễ và thật tướng bình đẳng lễ. Sự biên tập rất là khéo léo ở trong 10 phương thức này mà chia thành 2 nhóm. Đó là cái hình thức khéo léo của các nhà đại thừa. Phát trí thanh tịnh lễ là gì? Tức là cầu cái gì? Cầu thấu suốt cảnh giới của chư Phật. Và biết rằng tất cả cảnh giới của chư Phật một khi lễ Phật đều bày hiện ra đầy đủ như vậy. Cho nên đó gọi là lạy một lạy, tức là lạy tất cả pháp giới. Bởi vì pháp thân của Phật dung thông ở trong pháp giới, đó gọi là phát trí thanh tịnh lễ. Chúng ta liên tưởng tới bài kinh Nguyên Thủy, chúng ta thấy rằng ý không tán loạn vì hằng nhất tâm, thường niệm tinh chuyên vì có chí quán, từ đó đạt được tam muội, từ đó phát sinh trí tuệ. Phải vậy không hả? Như vậy thì rõ ràng ở đây là phải thấu hiểu cảnh giới của chư Phật đều do tâm mà biểu hiện. Cho nên lạy một lạy tức là lạy vô lượng chư Phật, lạy một lạy tức là lạy cả pháp giới mười phương chư Phật. Đây gọi là phát trí thanh tịnh lễ. Và lý tánh thứ hai đó là gì? Biến nhập pháp giới lễ, tức là gì? Tức là tự thân tâm của chúng ta cùng với pháp giới mười phương xưa nay chưa từng sinh, chưa từng diệt. Chúng ta có sinh diệt đi nữa về mặt hình hài thì cũng chưa từng rời khỏi pháp giới này. Chết đây sinh kia cũng đều nằm ở trong pháp giới. Cho nên chúng ta hôm nay quán thân và tâm của mình đều nằm ở trong pháp giới. Thành ra chúng ta lễ Phật tức là gì? Là lễ pháp giới mười phương chư Phật. Lễ gì? Lễ thân tâm của chính mình. Đó gọi là biến nhập pháp giới lễ. Thứ sáu là gì? Đó là chánh quán lễ. Chánh quán lễ ở trong sự tưa trong lý tánh ấy, phần thứ ba gọi là chánh quán lễ. Chánh quán lễ là gì hả? Tức là bởi vì chúng ta biến nhập pháp giới cho nên chúng ta tự thấy rằng thân và tâm của chúng ta cũng như tất cả chúng sanh xưa nay đều có chung một Phật tánh bình đẳng. Ta và chúng sanh đều có chung một Phật tánh bình đẳng. Thành ra chúng ta lễ Phật thực ra đó chính là lễ Đức Phật ở trong lòng của mình. Chánh quán lễ tức là gì? Là lễ Đức Phật ở trong lòng của mình. Thế nhập chân lý này, thành ra Tổ Bồ Đề Đạt Ma có nói rằng ta là một Đức Phật, cho nên ta không cần phải lạy Đức Phật nào cả. Để làm được điều này thì Ngài cũng đã lạy vô lượng chư Phật mười phương. Để chi? Để Đức Phật ở trong tâm của Ngài hiển lộ. Thành ra ta là một Đức Phật. Và chúng ta lạy Phật không phải lạy Đức Phật nào, mà là lạy chính tự tâm của mình, hay là lạy Phật tâm thanh tịnh của mình. Hiểu chưa hả? Cảnh giới này là một sự thở nhập rất lớn. Và cuối cùng là gì? Thật tướng bình đẳng lễ. Chúng ta trong các khối lễ nói rằng năng lễ, sở lễ, tánh không tịch, cảm ứng đạo giao, năng tư nghị. Năng lễ, sở lễ tức là người lễ và đối tượng lễ, tánh của nó đều thường hành vĩnh lặng, bất sanh bất diệt, bất câu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Một lễ đó đã thở nhập vào ở trong Bát Nhã Ba La Mật Đà. Từ đó mà năng lễ, sở lễ, tánh không tịch. Rồi lúc bây giờ chúng ta mới thấy sự dung thông ở trong mười phương pháp giới, cho nên gọi là cảm ứng đạo giao, năng tư nghị. Giữa chúng ta và mười phương chư Phật sẽ hình thành lên một sự cảm ứng gọi là cảm ứng đạo giao, không thể nghĩ bàn được. Mới nói rằng cảm ứng đạo giao, năng tư nghị, đó chính là cảnh giới của thật tướng bình đẳng lễ. Hôm nay các vị nhớ hết không? Nhiều quá phải không? Sai sẩm mà phải không? Thầy nói điều này nó không lạ nhưng mà nó rất quan trọng. Thầy cố tình liên tưởng hai nội dung. Một nội dung được ghi lại ở trong A Hàm là gốc rễ, và một nội dung là ở trong Đại Thừa được ghi lại rõ ở trong Phật học phổ thông. Rồi chúng ta thấy từ ở trong gốc rễ đó
mà phân chia có thứ lớp thành đại thừa. Bản thể thanh tịnh của nó không khác, giáo nghĩa của nó màu nhiệm như nhau. Thành ra lúc bây giờ chúng ta không thấy được cái ranh giới giữa tiểu thừa và đại thừa nữa. Và ai mà nói rằng đó là đại thừa là sai, hoặc kia tiểu thừa là sai, bởi vì bản chất của pháp là thanh tịnh. Và chúng ta thấy có 11 phương pháp, nhưng đáng tiếc mất một phương pháp, đó là do 11 pháp mất một pháp là bởi vì do quá trình truyền thừa. Nhưng mà chúng ta thấy cái sự biến hóa của nó rất rõ ràng trong nguyên thủy, thì giúp cho chúng ta dễ hiểu hơn, thấy dễ dàng hơn. Đó là muốn lễ Phật phải phát khởi cái ý giảng mạnh. Nhờ cái ý giảng mạnh đó mà chúng ta mới thành tựu công phu. Thứ hai, đó là chúng ta cố gắng thâu nhiếp tâm của mình lại. Thứ ba, đó là chúng ta thường chuyên niệm cái ý, đừng để cho nó phóng tâm sang chuyện khác. Thứ tư, đó là chúng ta càng lễ chừng nào thì tâm của mình càng lắng, càng dịu xuống, càng thanh tịnh. Rồi thứ năm, đó là cái ý chúng ta tự nhiên nó sẽ hiểu ra rất nhiều thứ sâu xa. Thứ sáu, đó là gì? Đó là chúng ta đạt được những cái ý mà khó có thể nghĩ bàn và quan sát được. Thứ bảy, đó là ý của chúng ta càng ngày càng đạm nhiên, tức là đạt được cái sự tĩnh lặng tuyệt đối. Đó. Và gì? Thứ tám đó là không rong ruổi nhờ danh xưng, đó là sự tướng đó. Rồi thứ chín là không có tưởng tượng phóng tâm sang chuyện khác. Và thứ mười đó là phạm âm được thành tựu. Như vậy thì 10 cái phương thức được ghi lại ở trong A Hàm, với nó được chia làm hai nhóm mà các ngài biên tập với một cái chữ khác, đó là sự tướng và lý tánh. Về mặt sự tướng tức là biểu hiện bên ngoài, có ba dạng: thân tâm cung kính, ngã mạn và cầu danh. Thì chúng ta sử dụng thân tâm cung kính, ngã mạn, cầu danh nên từ bỏ. Và mục đích thành tựu cuối cùng của chúng ta là gì? Đó là phát trí thanh tịnh, đó là biến nhập pháp giới, đó là chánh quán lễ, đó là thật tướng bình đẳng lễ. Đây chính là nội dung mà chúng ta học ngày hôm nay. Thưa là quý vị, Thế Tôn kết luận như sau: này các tỳ kheo, nếu thiện nam tử thiện nữ nhân nào muốn lễ bái tháp miếu Như Lai, nên đầy đủ 11 pháp lễ bái tháp miếu Như Lai này, để cho lâu dài được phước vô lượng. Thành ra ở trong đạo tràng Bát Quan Trai, chúng ta cứ lễ Phật mỗi từng một chút, mỗi từng một chút, công đức chúng ta càng ngày càng phát sinh vô lượng. Như vậy, này các tỳ kheo, hãy học điều này. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Rất cảm ơn các vị đã lắng nghe. Nguyện đem công đức này hiện thân ở đây như hoa ưu đàm bát, vạn vật đều vô thường, lời dạy cuối đừng quên. Phật hiện thân ở đây.